Gia đình Hiếu Quyến, chúng tôi xin chân thành cảm tạ đến tất cả các cô bác anh chị em trong những ngày qua đã đến viếng thăm, giúp đỡ, chia buồn và phúng điếu cha, chồng cha và ông chúng tôi là ông Lê Minh Đức mất hồi 11:30 ngày 8 tháng 9 năm Bính Thân, hưởng thọ 76 tuổi. Vẫn biết rằng sinh tử là chuyện thường tình của đời người, theo định luật ai ai cũng phải một lần sinh và một lần tử. Thì hôm nay cha, chồng cha và ông chúng tôi là ông Lê Minh Đức cũng không thoát khỏi cái dòng định luật vô thường đó của tạo hóa. Cho nên sau 76 năm vui buồn sướng khổ của một kiếp người, giờ đây đến lúc mệnh chung cũng phải lìa bỏ tất cả mà vĩnh viễn ra đi. Sự ra đi của ông là một nỗi mất mát đau thương vô cùng to lớn đối với gia đình Hiếu Quyến mà không có gì bù đắp được. Ôi buồn làm sao trước cảnh tử biệt với sinh ly. Nhưng còn chút duyên lành, trong những ngày qua cô bác xóm giềng và con dòng tộc đã đến đây giúp đỡ chia buồn, cũng làm vơi đi một phần nào nỗi đau thương mất mát này. Và hôm nay là ngày cuối cùng, cô bác cũng đến đây để tiễn đưa ông về nơi an nghỉ sau cùng, khiến gia đình Hiếu Quyến chúng tôi vô cùng xúc động, không biết nói gì hơn là lời cảm tạ chân thành. Và trong lúc tang gia bối rối, khó tránh những điều sơ xuất, xin quý vị niệm tình tha thứ, tang gia đồng cảm tạ, cúi đầu. Để đưa linh cụ của cụ ông kính mến ra đến nơi yên nghỉ cuối cùng. Trong lúc anh em chúng tôi phục vụ, nếu có gì sơ sót, kính xin gia đình quý ông bà cùng niệm tình và lượng thứ, và lớp tế quan xin phép được bắt đầu phục vụ. Chữ đợi hai chữ tờ đợi ngủ, y phục phải nghiêm trang, theo cùng anh mới thấu nhập gia đàn. Đông quân đợi gia trang mấy thứ à, ôi
cha vĩnh biệt trần gian, các con cầu hồn cha sớm an nhàn ở Tây Phương Cực Lạc. Con làng xóm thân mến, ông lần cuối cùng ông ra đi nè. Bye.